Nghe bố nói đã này. Kìa Vy, cẩn thận. Cút đi. Cả đời này tôi chỉ căm ghét ông thôi. Tránh ra Vy. Ông đi chết đi. Hà Vy. Anh làm sao thế này? Anh Huấn ơi, anh làm sao thế? Tỉnh lại đi anh ơi. Anh tỉnh lại đi. Anh Huấn ơi, anh tỉnh lại đi. Anh làm sao thế này? Có ai cứu tôi không? Có ai cứu cho tôi không? Tôi chết ông ấy rồi. Tôi là kẻ giết người. Mình đã làm gì ông ấy hả con? Anh tỉnh lại đi. Anh đừng làm em sợ. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người rồi. Tỉnh lại đi. Tôi là kẻ giết người. Tỉnh lại đi, đừng làm sợ. Bố đây. Bố ơi, chú Huấn bị tai nạn, cả Hà Vy nữa. Không thể như thế được. Chú vừa ở đây ngồi nói chuyện với bố mà. Chiều hoàng hôn buông, lãng đãng tiếng chuông, con đường đưa trở lại nỗi nhớ. Chỉ còn đâu đây với những tháng ngày mong manh từng bước chơi vơi. Một trời yêu thương. Chú Huấn, chú Huấn ơi. Ở sâu trong trái tim cất lặng, vẫn mãi thổn thức với những đêm dài, để rồi đông sang mùa thu sắc sơ. Chú Huấn đâu? Đời ta trao chia nhau vui buồn, không đủ làm tình nồng đam mê. Từng ngày trôi quay trở lại, còn đâu vị ngọt trên môi, và nguê nước giờ đã chia hai con đường, mình ai lẻ loi dưới mưa bất chợt. Huấn ơi, lặng lẽ bước đi mải mê kiếm tìm nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim. Anh Bảo, cho em đi theo với, ở nhà sốt ruột lắm. Em đang ốm ở nhà đi. Không sao, em mang thuốc hạ sốt rồi. Vẫn đang sốt đây này. Ra gió nguy hiểm lắm. Không, em phải đi xem Hà Vy thế nào đã. Mặt nạ hạnh phúc giờ đây che đi tháng ngày đã dành cho nhau tình yêu với những chân thành, thời gian sẽ lưu lại ấm áp hoài niệm nơi thiên đường ước mơ. Phía cuối con đường. Mẹ, chuyện này là sao ạ? Mẹ cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Ở đây để con lo cho. Thôi mẹ. Đi đi. Đi hết cả đi. Tôi muốn chết. Tôi muốn chết theo ông ấy. Mẹ nói gì đấy? Cô ơi, vẫn mãi thổn thức với những đêm dài, để rồi đông xa mùa thu những gì. Ôi, chưa có một gia đình nào bắt đầu cả. Chúng mình chưa hề có một ngày hạnh phúc với nhau. Anh ơi, khổ thân anh. Cả đời chỉ mong con nó gọi một câu bố, mà đến nhắm mắt xuôi tay cũng không được gọi bằng bố một câu. Cho em đi theo với. Ơi, em nói xả gì đấy? Đây là chú Huấn mà. Tôi về nhà đi. Mẹ. Cho em đi cùng. Tôi về nhà đi. Cho em đi cùng. Mẹ. Ơi, cô. Mẹ. Anh ơi, đưa cô đi cấp cứu đi. Mọi chuyện em sẽ giải thích sau. Cẩn thận anh. Mặt nạ hạnh phúc giờ đây che đi tháng ngày đã dành cho nhau tình yêu với những chân thành, thời gian sẽ lưu lại ấm áp hoài niệm ở nơi thiên đường ước mơ. Chúng tôi đã hoàn thiện việc khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera hành trình và lời khai của nhân chứng đều cho thấy không phải lỗi của con anh. Vì vậy, về phía bên cô Hà Vy, chúng tôi không cần phải lấy thêm thông tin gì nữa. Anh có thể sang phòng bên đưa cô ấy về. Vâng, cảm ơn các anh. Tự dưng anh thấy anh xa lạ với chính gia đình của mình. Anh là con mà lại không biết bố mẹ mình sống thế nào. Anh ở nước ngoài suốt, không biết cũng là điều dễ hiểu mà. Không, anh là một người vô tâm thì đúng hơn đấy. Lúc nào anh cũng chỉ khư khư mỗi vấn đề của mình mà không để ý đến mọi người xung quanh. Thì từ giờ và sau này anh quan tâm cũng chưa muộn mà. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao Hà Vy hỗn láo với mẹ như vậy. Nó giận mẹ một thì nó thương bố anh 10. Và vì sao nó lại căm ghét chú Huấn như vậy? Nhưng căm ghét chú Huấn cũng sẽ lại là một bi kịch khác của bạn ấy. Hân nói vậy là sao? Chẳng lẽ còn chuyện gì liên quan đến chú Huấn nữa? Chuyện đó... Từ từ rồi anh sẽ hiểu. Lúc này em nghĩ anh nên tập trung lo cho mẹ và mọi người đã. Đó mới là điều quan trọng nhất. Cảm ơn Hân nhé. Hà Vy, con nghe bố nói đã. Con là con của bố, con đẻ của bố chứ không phải con của ông ta. Ông không bao giờ là bố của tôi. Cả đời nhà tôi chỉ căm ghét ông rồi. Tránh ra, ông đi chết đi. Hà Vy! Con gái, ta về nhà thôi. Con không về đâu. Bố đi đi. Con là đứa con bất hiếu, hư hỏng, lại là kẻ giết người nữa. Con không phải là con của bố. Con nhầm rồi. Con là con gái của bố. Từ xưa đến nay và mãi mãi sau này vẫn thế, không hề thay đổi. Con gái, ngày xưa bà nội có cảnh báo bố về mối quan hệ của mẹ con với chú Huấn. Bố đã đi thử ADN, và sự thật này bố đã biết từ lâu rồi. Tức là bố đã đi xét nghiệm và bố biết kết quả hả? Thế tóm lại con là con của ai? Như thế là con không còn 1% nào để hy vọng con là con của bố cả. Con nhầm rồi. còn mãi mãi là con gái yêu của bố. Cái kết quả ADN chết tiệt đấy, nó làm ảnh hưởng gì đến tình cảm của bố dành cho con chứ? Hà Vy, con mãi mãi là con gái bé bỏng, sinh đón tháng của bố. Con gái. Bố ơi. Bố đây, có bố đây. Bố sẽ bảo vệ cho con. Con xin lỗi. Nhưng con thấy con là đứa con không tốt. Con không xứng đáng. Nào, lại nói linh tinh gì thế? Bố mới là người bố chưa đủ tốt, bởi vì lúc nào cũng sợ. Con không cho bố là bố của con. Bố. Con. Về đi con gái. Về nhà đi. Chú ạ. Hà Vy. Cô Trang về chưa? Dạ rồi ạ. Anh Bảo đang đưa cô lên nghỉ ạ. Cháu nấu gì cho chú và Hà Vy ăn nhá. Thôi, đã được. Vy, cậu bỏ bữa sao được? Hà Vy. Hà Vy. Hà Vy. Mở cửa ra. Anh muốn nói chuyện với em. Hà Vy. Thôi con, để cho em nó nghỉ. Nhưng mà con sợ nó lại giống như hôm trước bố ạ. Hà Vy, mở cửa ra Hà Vy. Hà Vy. Tất cả đi hết đi, để con điên. À, mẹ con sao rồi? Vừa tiêm thuốc an thần, chắc mẹ đang ngủ á. Căm ghét chú Huấn cũng sẽ lại là một bi kịch khác của bạn ấy. Từ từ rồi anh sẽ hiểu. Sao lại tắt ngóm thế này nhở? Tôi đây. Gì cơ? Sao ông lại chết? Được rồi, cô bình tĩnh nói lại từ đầu tôi nghe xem nào. Anh cứ đi đến với Hà Vy đi đã, rồi có gì vừa đi tôi vừa kể. Được rồi, tôi đến ngay đây. Ừ. Anh Bảo, uống cốc nước cam đi. Từ sáng mới uống hộp sữa rồi đấy. Em cảm ơn. Mà anh cũng đã ăn gì đâu. Uống đi. Vào đi. Chú ơi, cháu nấu mì xong rồi ạ. Chú ăn một chút nhé. Ta đã bảo là không ăn rồi cơ mà. Cháu xin lỗi. Nhưng cứ thế này thì cả nhà ốm hết lượt mất. Mai chú còn nhiều việc phải làm mà. Thôi được rồi, cứ để đấy xuống nhà đi, mai dọn. Dạ không ạ, cháu sẽ chờ ở đây cho đến khi chú ăn hết mới xuống. Con bé này. Cô Trang có nói đến chuyện gì trước khi chú Huấn mất không? Cháu chỉ thấy cô ấy nhắc đến chuyện nhận con. Chắc là chú Huấn cũng kể hết sự thật cho Hà Vy rồi ạ. Chính vì thế mà con bé chạy lao ra đường. Hà Vy là tất cả những gì tôi có. Nó là cả cuộc đời của tôi. Nếu anh muốn đấu, tôi sẵn sàng đấu với anh đến cùng để giành bằng được con bé. Một kẻ đến chết cũng chỉ làm tay sai thì giành giật được cái gì. Còn con Hà Vy, nó là con tôi. Tôi sẽ giữ, không cho nó đi đâu hết. Chú Tôn. Chú Tôn. Hả? Cháu tin là dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì Hà Vy cũng sẽ không thay đổi tình cảm với chú đâu. Bạn ấy lúc nào cũng tự hào về chú và yêu thương chú nhất nhà. Chú ăn đi. Cháu mời chú ạ. Tôi cảm ơn. Bố không ăn hết à? Để tôi rửa cho. Thôi đây, để em. Thôi, Hân nghỉ đi. Đang ốm cứ làm việc này việc kia. Em không sao đâu. Thấm tháp gì so với mọi người chứ. Ai nhỉ? Anh Kiên đấy. Là em gọi cho anh ấy tại sự Hà Vy nghĩ quẩn. Bây giờ chỉ có anh ấy mới an ủi được cho Hà Vy. Anh Kiên. Anh ạ, Vy thế nào rồi ạ? Lên với nó đi. Dạ. Vy ơi, anh đây. Anh tới rồi này. Mở cửa cho anh nhá. Vy ơi, cho anh vào nhìn em một cái thôi. Vy ơi, em mà không mở cửa cho anh ý, anh lại phải ra vườn trèo tường lên phòng em đấy. Cô ra đi. Đâu, cút ra. Em bình tĩnh lại đi, anh biết cả rồi. Đây là nó là cút ra. Em không có lỗi gì cả, nghe anh. Đừng tự trách bản thân mình như thế được không? Sao lại làm cút ra? Đi ra ngoài đi! Cút ra! Đi ra đi! Này rồi Hiền! Tốt được rồi, anh sẽ cút. Anh mua cho em cái bánh này. Em ăn một miếng đi rồi anh cút được chưa? Nào! Đi ra! Cút ra ngoài! Cút ra! Hà Vy, nghe anh này. Vy, em bình tĩnh lại đi. Vy, đừng có lại gần tôi. Vy, em tôi là kẻ giết người. Không, em không giết ai cả. Tôi là kẻ giết người. Tôi là kẻ giết người. Không, em không giết ai cả. Nghe em bình tĩnh lại đi. Em không giết ai cả. Tôi giết bố tôi. Em bình tĩnh lại đi. Tôi giết bố tôi. Tôi giết bố tôi. Em bình tĩnh lại đi. Em không giết ai cả. Tôi giết bố tôi rồi. Bố ơi. Tôi giết bố tôi rồi. Bố ơi. Chiều hoàng hôn buông lãng đãng tiếng chuông, con đường đưa trở lại nỗi nhớ. Chỉ còn đâu đây với những tháng ngày mong manh từng bước chơi vơi. Một trời yêu thương như đang vẫn còn ở sâu trong trái tim câm lặng, vẫn mãi thổn thức với những đêm dài. Để rồi đông sang mùa thu ở lại xác sương. Một đời ta trao cho nhau vui buồn, không đủ làm tình nồng đam mê. Từng ngày trôi đi không quay trở lại, còn đâu vị ngọt trên môi. Và nguyên ước giờ đã chia hai con đường, mình ai lẻ loi dưới mưa bất chợt, lặng lẽ bước đi mải mê kiếm tìm nỗi nhớ bóp nghẹt trái tim. Vì ta buông tay vội vã sau những im lặng, và rồi thầm trách tại sao không nói điều gì để giấc mơ giang dở, khiến cho chúng ta hiểu rằng mình gần nhau hơn. Mặt nạ hạnh phúc giờ đây che đi tháng ngày đã dành cho nhau tình yêu với những chân thành. Thời gian sẽ lưu lại ấm áp hoài niệm ở nơi thiên đường ước mơ. Phía cuối con đường thử thách còn nhiều muộn phiền đầy vơi, sẽ bên nhau vượt qua khoảng trống của hôm nào. Để chiều hoàng hôn chạm tay vào nỗi nhớ, nhạt nhòa bờ vai đời ai đời chân mày vang. Vì ta buông tay vội vã sau những im lặng, và rồi thầm trách tại sao không nói điều gì để giấc mơ giang dở, khiến cho chúng ta hiểu rằng mình gần nhau hơn. Mặt nạ hạnh phúc giờ đây che đi tháng ngày đã dành cho nhau tình yêu với những chân thành. Thời gian sẽ lưu lại ấm áp hoài niệm ở nơi thiên đường ước mơ. Em tôi không có họ hàng thân thích, cho nên mọi thủ tục làm đầy đủ, nhưng nhanh gọn và đơn giản thôi. Chỉ phát tang nội bộ gia đình mình bác nhỉ? Vâng, còn mọi việc chăm sự nhờ các anh. Dạ vâng, thì bác ký vào hợp đồng giúp cháu nhé. Đấy. Mẹ ở trong nhà. Em chưa dám vào. Em sợ gặp em cô lại buồn thêm. Anh vào hỏi thử xem. Bố chờ ở dưới rồi. Nhiều lúc con cũng thắc mắc, không hiểu vì sao chú Huấn luôn tận tụy với gia đình mình. Rồi những lúc gặp Hà Vy, lại như cua gặp ếch ấy. Mẹ à, mẹ phải giữ gìn sức khỏe nhé. Bây giờ bọn con cũng chỉ mong bố mẹ khỏe mạnh thôi. Còn chuyện này con không trách mẹ đâu. Vì mẹ, mẹ đúng là cái loại chẳng ra gì. Con cứ trách mẹ đi. Mẹ có lỗi với con. Mẹ có lỗi với tất cả mọi người. Không phải thế đâu. Chú Huấn mất đi rồi, đã là một cái giá quá lớn để phải trả. Mẹ đừng tự dằn vặt mình nữa được không? Rồi con Hà Vy nó sẽ không tha thứ cho mẹ đâu. Nó coi mẹ như kẻ thù. Không, mọi chuyện đến nhanh quá. Chắc là Hà Vy nó bị sốc thôi. Một thời gian nữa nó hiểu ra mà mẹ. Rồi còn chuyện bố con, mọi chuyện sẽ không được như trước nữa đâu con ạ. Bố vẫn rất yêu mẹ và Hà Vy. Mẹ đừng suy nghĩ thế được không? Thì mẹ, lỗi tại mẹ. Lỗi tại mẹ tất cả. Mà tại sao mẹ lại còn đang ngồi ở đây cơ chứ? Và cả chú Huấn nữa. Đáng lẽ chú ấy không bị chết như vậy con ạ. Mẹ đừng khóc nữa. Bây giờ phải giữ sức khỏe, còn lo cho chú Huấn chứ. Mọi việc đã hoàn tất, ta về nhà thôi. Hà Vy. Hà Vy. Cô, mày có còn là người không con? Tại sao mày cố chấp thế? Sao không đến để nhìn mặt ông ấy lần cuối cùng hả con? Làm gì bây giờ mới tới hả? Chờ mấy hôm nữa lấy cho cốt của chú rồi đưa lên chùa. Vy, Vy ơi, Vy bình tĩnh đã. Vy ơi, Vy đâu? Tôi đã về lại rồi, để cho con chết. Vy, Vy ơi. Vy ơi.